Rồi. Rồi chuẩn bị viết cái phần thân bài ha. Overview ha. Tại hồi nãy thầy 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 đi mua thuốc các bạn, thầy mua đi mua thuốc cho mẹ. Giờ nãy hơi lâu một chút thầy phải chạy không kia thầy mua. Quên thầy quên nhắn. Rồi, ok. Tuần sau là có thể mình học qua phần 2 hoặc là một cái biểu đồ tròn á, tại bài thi vừa rồi biểu đồ tròn nha các bạn. Đúng rồi. Rồi chấm chấm tới xong gì ha. Overview hai ý luôn đúng không? Nhớ hai ý nha. Một cái là mình sẽ nói sự thay đổi phổ biến diễn ra tại đâu đúng không? Các bạn biết nó diễn ra ở đâu rồi đúng không? Bên ngoài hay bên trong tòa nhà nè, đó. Đó hay cụ thể là các bạn thấy cái gì đây không? Nó mở rộng diện tích ra nè. Thấy chưa? Nhớ cái ý gì không? Ừ. Nhớ cái ý tưởng bữa bữa mình mới làm bài luôn nè. Sự thay đổi lớn diễn ra ở đâu? Hoặc nha, hai ý nha, thầy nói là hai ý nè. Sự thay đổi lớn diễn ra ở đâu là cái dễ nhất ha. Diễn ra tại đâu? Của tòa nhà này, của cấu trúc này, của hình này, của kế hoạch này. À, rồi gì nữa ta? Hoặc là sự thay đổi lớn cụ thể, sự thay đổi lớn lớn là để thầy nhớ rồi. Đúng rồi. Sự thay đổi lớn là cái gì đó liên quan tới diện tích nè. Các bạn lấy ý nào cũng được ha. Ừ. Rồi ghi thử đi. Bạn nào quên cứ bật là bài cũ có đó các bạn. Đó mình chủ động rồi ha. Rồi một cái nữa nè, một cái nữa nè. Sự thay đổi lớn diễn ra ở đâu đúng không? Và những thay đổi cụ thể dễ thấy là gì? Cụ thể dễ thấy là gì? Thì ví dụ như sự thay đổi lớn là thấy ở đây là bên trong tòa nhà ha, cụ thể dễ dễ thấy là cái gì bự xuất hiện nè, và ở đây thì cái phòng ít nè, ở đây quá trời luôn nè. Đó, đây thì có ghi luôn rồi nè. Rồi làm thử đi các bạn. Bài này thật ra là bài của hồi hồi à hồi hồi trước dịch đúng rồi nè, bài hồi trước dịch. Giờ làm đi ha các bạn, thử đi overview á, tất cả những câu viết mình đã học rồi ha.
ghi đi ha các bạn. Các bạn nào quên cứ lục lại bài cũ có hết nha các bạn. Chứ thầy ghi ra hết thì dễ quá rồi. Cái này bé Quỳnh không cần ghi là loss of chances nha Quỳnh. Nó không có nhiều dữ gì đâu. Cái này em chỉ cần ghi là một vài thôi. Some various là được ha. Rồi. Chance was cái này an ghi thiếu nữa nè. Cái chỗ này thầy ghi là chấm ha. There were the appearance. Chính xác sẽ là chấm ha. There were the appearance of new gym room. New gym hoặc gym room cũng được. And some classroom. Đúng rồi ha. Rồi, ok. Ở trên tinh thần là các bạn nhớ là bữa nào học xong là phải lo ôn lại liền ha. Thầy đã áp dụng cách mới để cho các bạn vận dụng tư duy để nhớ rồi. Không ôn là quên liền. Và rõ ràng là những cái này là mình đã viết rồi ạ. À, đúng rồi ha. Rồi, tốt. Cứ ghi đi ha các bạn. Cái này Nguyệt Ân em chú ý là đừng ghi chữ made. Hồi nãy thầy nói là một á, là nó xuất hiện mới, cái sự thay đổi phổ biến ở đâu đúng không? Thì nếu như em say made ở đây thì sẽ là were made in ha. Dù bên trong đi inside ha. Hoặc là là diễn ra ở đâu. Còn ở đây thì nếu mà em phổ biến ra là sự cải tiến mà mở rộng đúng không? Vậy thì sẽ đừng có xài chữ may, có nghĩa là những sự thay đổi này là sự cải tiến và mở rộng ha. Rồi, the main building were added. Đó, này thì ok. Chính là bỏ chữ may cho thầy ha. Cái này bé Yến em, Hoàng Yến em đừng ghi là, đừng dùng hiện tại hoàn thành nhé, không nên. Tại vì cái này xảy ra rồi mà nó đâu còn tiếp diễn nữa đâu. Cho nên đây chỉ hiện tại đơn thôi, quá khứ đơn thôi. Witness, dramatic change, force fail school, ok, rồi còn lại đúng ha. Khả năng viết của bé Yến là có thể đạt tới 7 điểm rating luôn á. Ráng kể cho thầy ha, ráng muốn càng cao điểm là phải nhớ. Cái này á, là phải nhớ. Quên một phát là rất là phí, chứ không phải là mình dở ha. Không phải là mình không biết ha, mà mình quên. Rất là phí nha các bạn. Thì vì mà các bạn nhớ bài kỹ thì nó xuất hiện những cái bài mới mình đỡ áp lực ha. Tại vì cái cũ mình nhớ rồi thì qua cái mới mình đỡ áp lực ha. Cho nên thầy luôn dặn là phải luôn nhớ kỹ, ráng nhớ bài đã học. Chứ bữa giờ các em học chắc chắc phải tính theo hàng chục bài chứ mới đâu. Thiệt. Học ở ngoài không được nhiều như được một cái lượng bài thi chính thức nhiều như vậy đâu. Kể cả bài giám khảo với Cambridge. Rồi, bé Ngân Võ ghi sai chỗ này nè. Quá khứ nha. There were. Cái sự thay đổi là nhiều thay đổi nha. Were significant changes in the floor space. Rồi, ok. Hoặc là inside. Cũng được. Floor space of the school ha. Cái bên trong của căn nhà of the school ha. Significant changes. Rồi, anh Tuấn ghi sai chính tả thầy nữa nè. Significant changes. All were. Rồi. There were very space appear. Không gọi là space appear ha, mà là sự mở rộng hay là nhiều khu vực mới được xây dựng. Nhưng mà thầy nghĩ em chỉ cần là there were various new areas là được rồi. Đừng ghi này thêm nó sai chính tả. Areas including hai cái này là đủ rồi ha. Cũng dễ chứ đâu khó, bài này cũng dễ mà, y hệt những cái cấu trúc cũ.
Yến ráng nhớ kỹ ha, để viết ráng hướng tới cái phần writing của mình được 600 năm hoặc 7 luôn. Cách viết em giống như cái bạn của hồi năm ngoái đợt viết được 7 điểm trong cái nhóm viết 7 điểm của thầy. À, đợt năm đó hình như là 10 10 đứa, 10 đứa thi đúng rồi. Ba đứa 7 writing. Ba hay bốn như thầy không nhớ rõ. Còn lại là 600 năm. Không có 6 điểm luôn ghê. Có nghĩa là cái phần đó là nó có nghĩa là những cái bạn đó là chỉ trên lệch nhau vẫn có nhớ bao nhớ từ vựng tốt hay không á, có nghĩa là ăn điểm cái phần 2 á. Thì ba cái bạn 7 đó thì là điểm tổng là 7 với 7 rưỡi luôn em. Có những bạn mới vô cái lớp writing này thấy thấy các em cũ nè viết viết mà mấy bạn đáng sợ luôn. Nhưng các bạn đâu có biết là học đúng cách là ai cũng viết được như vậy. Có mấy bạn mới vô bắt đầu mới vô được cái lớp tăng cường viết đó. Nhìn thấy áp lực thấy các bạn viết kinh khủng rồi. Nhưng mà thật ra là mấy cái này là có hết rồi thầy chỉ đó là... Mốt bạn nào nói tốt là thầy sẽ nhờ thu âm ha. Thu âm thầy sẽ thu âm à, sẽ nhờ các bạn thu âm ở phần speaking nhiều cho thầy xíu bạn đó. Để thầy quảng cáo, thầy mượn thầy quảng cáo. Thu âm thôi, có nghĩa là thầy sẽ nhờ các bạn đó là thu âm lại thôi, thầy sẽ ghi thu âm với lại cái bài viết gửi lại ha, gửi đầy đủ. Thu âm bài viết để thầy đăng lên quảng cáo. Có thể là thầy sẽ quảng cáo qua trường. Có tính liên kết hội đồng thi nữa nhưng mà tốn tiền quá chưa được. Tốn lắm, phải tính thêm cả 100 triệu á. Rồi. Nhưng mà chắc chắc trường trước được. Coi như là nhân tố giấu mặt mà đọc speaking quá chuẩn. Thì có gì đâu thì vậy nó sẽ giúp cho các bạn khá có động lực là nói tốt vô để cho người khác nghe chứ thầy nghe không là dễ quá rồi, cho nên sắp tới thầy sẽ nhờ một số bạn khá tiếp tục mấy cái audio cũ thầy còn lưu nhé, thầy đang chỉnh lại sẽ nhờ lên ha, trong đây có một số bạn nhờ được nè, bé Yến được nè. Còn hai bạn nữa. Nói chung thì nếu phát âm hay thì phát âm thật sự hay thì không nhiều. Có một bạn hay nữa, bạn đã học xong rồi. Ừ, có những bạn hay lắm. Này bạn Nhi nè. Rất là hay. Và bạn học xong rồi. Thầy sẽ nhờ lại. Floor space. Rồi đúng ha. Tiếp tục nha các bạn. Ráng đi. Nói cho tốt đi. Thầy mượn cái giọng của các bạn để quảng cáo. Từ giọng hay mà vừa bài chuẩn ngon rồi. Rồi body one ha, mình sẽ đi từ ngoài vô. Rồi mình nhìn cái hình nè. Khoan đợi thầy xuống nha. Nói chung là lúc trước là thầy dân nhiều quá, giống như là thầy chỉ hoạch tẹt quá lúc trước thời đầu á thì là thầy gợi ý nhanh quá mà thiếu bổ sung về từ vựng ha, với lại cái phần gợi ý giống như thầy chỉ nói thôi thì hiểu đó nhưng mà chưa làm được, bắt đầu thầy chỉ qua gửi tiếng Việt cho các bạn hình dung rap thì nhưng mà bị thiếu từ vựng. Giống như không có đưa ra từ vựng thì bắt đầu này đúng là các bạn thiếu từ vựng thì bổ sung từ vựng. Rồi từ cái bài này bắt đầu vậy nè, nó có cái tiến trình nó ngồi này. Nhưng mà rõ ràng là bài thi hết ha. Thì từ bài này thì cho các bạn làm rất là nhiều bài, toàn là bài thi không à. Các bạn có nhớ cái giai đoạn mà mình đua bài thi đó, quá trời bài thi. Nhưng nó bị rơi vô một tình trạng đó là kiến thức nhiều quá. Và kiến thức khác nhau nhiều quá thành ra nạp không không hết mà cũng không kịp. Mà cũng không được ôn nữa ha. Thì bắt đầu giờ có phương pháp mới đó là bài này áp dụng bài kia ha. Rồi thì mới đầu bữa giờ thầy cho A làm quá trời đúng không? Nhưng mà
các bạn giống như dễ quá, đưa thầy đưa hết trơn rồi thì vô tình các bạn không nhớ, cũng không nhớ nữa, thì hôm nay được cái phương pháp mới nữa, từ từ như vậy á. Đó là làm bài mà thầy chỉ gửi tiếng Việt thôi, à thầy gửi tiếng Việt thôi ha. Thì như bữa các bạn biết rồi thì cái phần gửi của thầy là các bạn tự được viết, à, thầy có những cái câu viết khác nhau nữa mà. Rồi thì nhưng như vậy thì các bạn sẽ động não và nhớ được cái bài. Như vậy thì từ cái đợt này là các bạn sẽ chủ động ôn, biết là mình phải ôn lại liền những cái bài đã học. Và một cái bước cuối cùng đó là bước phòng thi, nghĩa là tổng giờ. Đó. Tổng giờ để cho các bạn sinh tồn ha. Sinh tồn mà tại lớp thôi, sinh tồn của trong lớp thôi để làm quen với áp lực dần ha. Rồi cuối cùng là 4 triệu 750 cây viết với bút chì. Còn thi cuối cùng ha. Nói như vậy thì từng bước như vậy các bạn sẽ nắm tốt hơn. Nghĩa là mình sẽ có một cái resource, một cái lượng kiến thức tốt, cách luyện tập phù hợp, áp lực tăng dần. À, như vậy thì bắt đầu mình hiệu quả hơn. Ha. Chứ áp lực quá cũng không học nổi đâu, thầy biết mà. Thầy trải qua thầy biết mà. Rồi, tiếp tục ha các bạn. Body one thì cái này mình sẽ nhìn từ ngoài vô. À, thầy có để nè. Nhìn từ ngoài vô. Cái bài trước của mình là mình đi vô trong luôn đúng không? Tại do thầy đi theo giám khảo đó cho nên nó hơi giống. Cái này là mình nhìn từ ngoài vô luôn ha. Đi từ ngoài vô để cho nó dễ. Thì bên ngoài các bạn thấy cái gì? Ở cái hình cũ nó là một cái phòng học di động ha, portable classroom. Nhưng xuống đây là mất tích luôn. Mất tích luôn ha. Rồi, nó mất tích. Nhưng các bạn có phát hiện ra là nó mất nhưng mà nó lại xuất hiện cái này. Rơi vô tình trạng trường hợp đó là thay thế. Bạn ha. Rồi, bao nhiêu cái câu thay thế mới học bữa thứ ba, xài lại. Cứ xài từ từ thôi, câu nào viết câu đó. Quên thì các bạn cứ lật lại bài ha. Nhớ là trong quá trình mà cách làm học sau này như vậy nè. Đó, thầy cho các bạn học thì các bạn luôn thủ sẵn cái điện thoại hay là cái gì đó cũng được, bật sẵn cái bài mà thầy nhắc các bạn sẽ mở ra ha. Tuần là gần thôi, mấy cái bài vừa rồi, thứ thứ ba vừa rồi mình học là đủ rồi. Đó, một yếu tố. Thì thầy nhắc lại ha. Thầy nhắc một cái đi, nó có nhiều cách viết nhưng thầy sẽ nhắc một cái ha. Là mình sẽ nói hiện trạng mới là nó xuất hiện cái gì nè. 4, 5, 6 nè. Và chính nó chiếm cái gì nè. Chiếm cái khu vực mà lúc trước dành cho cái gì nè. Quen ha. Rồi, chúc các bạn viết thử. Và một cái tiếp theo ở khu vực ngoài đó chính là. Rồi, ở đây thì trống không. Đây thì cái gì đây? Rồi, một cái phòng gym mới ha, xuất hiện mới và trở thành phần của tòa nhà. Quen không? Cái cấu trúc mà được xây dựng trên phần của tòa nhà đó. Rồi, hai câu này trước đi. Viết từ từ đi ha các bạn. À, các bạn viết cái nào trước cũng được nha. Viết hai câu trước nha. Rồi, làm thử đi các bạn.
Rồi. Ừ, bé bún bò. Some hoặc là various, một chữ thôi nha. Một chữ thôi nha. Đối với campus rồi. Ở đây đa số là những gương mặt chăm học. Còn đây chắc gương mặt đi ngủ. Quá trời. Nói chứ đây các bạn này có một số bạn chưa chưa nhớ cái tiết. Để thầy được trùng tiết ha. Còn nhiều bạn, chín mươi mấy bạn luôn mà thầy chưa có lọc. Là biết cái lớp này, cái lớp writing được thích được, được yêu mến nhiều. Nhưng mà học chắc chừng chưa tới 20 mấy à. Rồi, bé Quỳnh ghi ngược nè. The appearance of new gym ha. Là gym room ha. Chứ phải new appearance. Appearance. Cái này An em nên xài là become ha. Become nó đúng nghĩa ha. Become part of. Hoặc là be built. Được xây dựng as part of. Rồi. Không gọi là on campus classroom à, sân trường. Rồi rồi, ok. Đừng xài figure, cứ xài picture thôi. Cứ xài picture. Cô viết luôn à. Rồi, ok. Đừng xài figure rồi nha. Nếu mà nói hình ảnh, đừng xài figure. Rồi, không xài hoàn thành luôn nha. Nãy thầy dặn rồi, đây là quá khứ đơn nha. Nó đã xảy ra rồi. Move to the location. Rồi, ok. Chỉnh lại chỗ đó cho thầy ha. Rồi, bé Song Farm bị ghi thừa nè. Nghĩa là cái phòng này được là được rồi, trở thành phần của tòa nhà mới đúng nha. Phòng này trở thành phần của tòa nhà, đừng ghi thêm chữ này. Nếu mà muốn cho nó dài thì sẽ là there was the appearance of new gym and it became gì mới đúng ha. And it có nghĩa là nó là cái phòng á. Became part of the school. Rồi, was banded. Rồi lộn nữa nè. Phòng không gọi là mở rộng. Cái này nó phòng mới mà em. Cái trường, cái building á nó mới đúng là mở rộng, nhưng mà cái phòng này là phòng mới mà được xây dựng. Hay một cái phòng mới được đặt cũng được. Rồi phía bắc của trường, ok ha. Đừng xài này xài nó xài chính tả nè. And occupy the areas. Rồi ok. Rồi, một cái phòng gym lớn thì được xây dựng, em ghi thiếu động từ rồi nghe bé Ngân. Was constructed. Rồi, the classroom, xác định được ha. The classroom were built and they occupy the area for portable classroom. Này số nhiều nha. Cái phòng. Đó. Quên liền không? There were. Rồi. Cái này sang em ghi hơi dư nè. Một là there were the appearance of a new gym. And it đúng rồi, ok. Cái này ghi sai chính tả rồi, không có gì hết. Không thì em ghi gọn thôi được rồi. There was a new gym room constructed as part of the campus. Rồi. Cái này không có campus nha, campus nó là cái nguyên cái sân trường rồi. Nó chỉ là cái tòa nhà thôi, chỗ cái tòa nhà bự á. Building là được ha. Three new rooms were added. To the north, chứ phải on the north.
To the north of the school. To the north. To reply is the space used for. Okay. Left side. To the right side of the entrance. À, cái này em ghi thiếu nè. An Nguyễn. Cái que nó không phải là một đối tượng ha, nó chỉ là giống như là một cái trạng từ thôi. Không gọi là where used to be ha. Em thêm chữ there vô. Nơi mà từng ha, có nghĩa là there used to be. Có nghĩa là nơi đó từng có. There used to be. Ok ha. Mấy cái này là phòng này xác định rồi nghe Quân ơi. Nên em ghi là the room ha. 456. Cái này mình đề thường thôi mà. Phòng này được xây ha. The room 456 nè. Were built and day. Phải and ha. Day occupied. Này mình đề thường thôi, đâu có gì đâu. Phòng 456 được xây phải and day occupied the area. Rồi ok. For the school. Mấy bạn sai chính tả nhiều quá. Were added. Took over. They took over. On campus. Rồi, ok. Hầu như là các bạn bị sai chính tả thôi. Ý tưởng đúng mà bị sai chính tả thôi. Nhưng mà nếu mà cho thi thiệt là không gợi ý là nó là quên ý tưởng đi. Tại vì chính nào không thầy viết bài mà thầy không ôn thầy cũng quên. Đó. Mình ngồi đó, cái thần kinh mình nó ngồi đó, em phải ôn bài nó mới nhớ. Dù cái bộ nhớ mình nó ghê lắm nhưng mà mình cũng quên, biết sao. Các bạn có biết đó là bộ nhớ thần kinh của mình nó mạnh hơn bộ nhớ máy tính luôn nha. Nó quy ra dung lượng là terabyte luôn á. Nó bị kinh á. Nhưng mà ngồi cái mình không có nhớ gì hết, tại vì thần kinh mình tự hủy. Bộ nhớ thì có nhưng mà tự hủy, hay không các bạn? Nó có cái cơ chế tự hủy trong cái trí nhớ những cái sự kiện không quan trọng. Thử nó như vậy đó. Thì đó, chỉ có khi nào mà bạn học cái học bài kỹ á, thì là cái nó giống như là các bạn biết đúng không, có cái neuron thần kinh nó sẽ kết nối, nó tạo ra một cái trí nhớ về một cái sự kiện cụ thể, thì các bạn học nhiều thì nó sẽ tạo ra cái neuron nhiều, nó cố định ha. Còn để lâu quá là cái neuron nó tự giống như nó tự đứt đi và nó mất. À, nó vậy đó. Cho nên là cái việc mình học nhiều nó sẽ tự nó kết nối lâu. Vì vậy người ta hay gọi là người có kinh nghiệm làm lâu thì nó sẽ nhớ rất là kỹ. Thật ra cũng sẽ quên thôi, nhưng mà cái mức độ nó rất là ít. Thì nói chung cuối cùng đó là siêng năng là nó nhớ, không có gì hết. Cái việc biết là một chuyện ha, mà còn nhớ là một chuyện nha các bạn. Ừ, nó vậy đó, nó sẽ phải kết hợp hai cái nha. Hiểu trước rồi bắt đầu sẽ nhớ ha. Rồi, okay. Rồi, tiếp body tiếp theo ha các bạn. Chút sửa cho Tuấn Anh. Rồi, bài này thầy khai thác cái cửa ha các bạn. Thầy khai thác cái cửa nha. Cái cửa nó bị thay đổi nè. Rồi, cái câu về cái cửa. Bạn nào nhớ quốc luôn nha, làm luôn nha. Mình sẽ nói ban đầu ha. Người khách đi vô tòa nhà thông qua cái cửa, rồi cửa này ở đâu? Cụ thể nó là ở giữa cái gì? Tuy nhiên kế hoạch mới, cấu trúc mới, tòa nhà mới, cái nào cũng được, hình mới gì đó. Thay đổi vị trí của cái cửa sang cái chỗ gì? Chuyển cái cửa sang cái chỗ gì? Nơi đó ở giữa cái gì? À, rồi làm thử đi các bạn. Thầy có cho nè. Ở hình 1, học sinh đi vào trong cái trường luôn ha. Floor space. Thông qua main entrance nè. Dẫn vô hành lang. Nằm giữa nè ha. Tuy nhiên ở hình 2 nè. Cái main entrance được chuyển sang vị trí nơi. Học sinh có thể.
đi vô à, thầy có đổi chữ luôn nè, góc giao nhau của à ba cái luôn hả? À, một là các bạn nói ở giữa hai cái này cũng được, thầy khai thác cái vị trí này nè, tới cái góc giao nhau của ba cái này, cái nào cũng được nha các bạn. Một là ở giữa này cũng được, đâu có gì đâu. Hai là đi vô cái góc này luôn. Rồi như nãy Nguyễn An viết rồi đúng không? Ok, viết thử đi các bạn. Rồi, bài hôm nay có vẻ ngắn, body 2 nó có chút xíu à. Rồi thử đi các bạn, tại giờ đó thầy thì khóa cái cửa lắm, cái cửa thường thầy ưu tiên. Thực ra là có những cái bài mà các bạn chắc biết rồi đúng không, giống bài cũ á, nếu mà cái cửa nó giữ nguyên vị trí thì thôi khỏi nói cũng được, nếu mà mình thấy ổn mà đủ từ thì thôi khỏi nói, còn không đủ thì các bạn khai thác cái ý về cái cửa đi ha. Cái cửa phía sau nó giúp cho mình nhiều được nhiều từ á, nó làm cho câu mình nó nói chung là nhiều từ ha, đa dạng về từ vựng. Nhưng mà thường thì nếu mà cái cửa giữ nguyên vị trí thì các bạn có thể không cần nói cũng được ha.
Rồi, tính ra bé bún bò cũng nhờ siêng học bữa giờ thấy viết ổn rồi đó. Còn bữa đầu chưa biết nó hơi lung tung. Thầy nói rồi học với thầy mà chịu khó là cũng chịu khó mà không cần quá phải quá khó nữa tại vì thầy cho hết trơn rồi đó. Phương pháp mới nữa là thì các bạn học ở đây mà 3 tháng là bằng người ta học chắc không phải tháng đi. Kiến thức 1 tháng thì dạy cho các bạn là cầu học ở ngoài và cầu ở 3 tháng á. Còn 3 tháng là nhiều lắm luôn á. Chỉ sợ các bạn lơ lơ mà không 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 chịu tập trung thì cái bài thầy dạy là quá trời. Còn bạn nào mà học từ 4 năm từ 5 6 tháng là để hướng tới 6 điểm rưỡi 7 điểm luôn rồi. Mà để 6 điểm rưỡi 7 điểm chắc phải học nếu mà học đúng giờ là phải hơn 1 năm. Khá là cũng phải. Ý là thầy nói cứ khá luôn nha, cũng phải cỡ 1 năm ít nhất. Tính theo hội đồng Anh luôn á, cũng phải gần gần tới cỡ 1 năm. Tại đi theo cái từng bước á. Rồi à, còn yếu ha, yếu là chắc cũng phải cầu năm mấy 2 năm. Cỡ 6 điểm rưỡi 7 điểm. Sợ 2 năm cũng còn sớm. Cái IELTS này nó khó chịu vậy đó. Chứ không phải như thầy thì hướng tới việc của 6 6 tháng đến 9 tháng nào. Biến thì được rồi nè. Nhưng mà nhớ ráng nhớ bài thầy đang hướng cho. Có nghĩa là thầy sẽ hướng cho một số bạn khá tới cái việc là áp lực thi luôn. Có nghĩa là áp lực cái cách làm gì bắt đầu áp lực vô cái phòng thi luôn. Tới mức là các bạn có thể là bài nào cũng nhìn vô biết làm hết. Cái hướng của thầy là như vậy. Từ bây giờ luôn. Bài nào sẽ nhìn vô là biết làm ngay. À nhìn vô là biết làm ngay thì các bạn tự tin. Từ đó động lực nó cao hơn. Rồi khi mà các bạn biết làm ngay thầy cũng dễ là xúc tác cho các bạn kích thích gọi là tạo cái phản xạ nữa. Nó sẽ tới cái bước như này. Nghĩa là khi các bạn đã hiểu rồi. Rồi bắt đầu tới bước là nắm nữa. Nắm, à, hiểu rồi. Bắt đầu tới bước nhớ nữa. Thầy đang tạo cho các bạn bước nhớ. Rồi cái bước nhớ này sẽ tới bước áp lực phòng thi. Thì khi mà các bạn đạt. Thì áp lực phòng thi nghĩa là trong tích tắc là các bạn nhớ và ghi luôn. Rồi khi các bạn nắm được áp lực phòng thi rồi, khỏe. Chỉ có duy trì tới lúc mà đi thi thôi. Nó sẽ có bước như vậy. Đúng là tại áp lực phòng thi thì nó khác nha các bạn. Muốn nếu mà mình đạt mục tiêu mà 6 điểm rưỡi hay 7 điểm thì phải có cái áp lực phòng thi nữa. Nó mới đủ cái khả năng tâm lý cho đến kiến thức. Không thấy một mình thầy làm hết luôn chứ ai dạy phụ đâu. Classroom. Cái in chain này nó là tính từ nghe à, người và cụ thể đây là không thay đổi về. Bữa thầy có nói là không thay đổi vị trí đó. Cái in chain này không biết thay đổi cái gì. Nhấn cụ thể. Rồi, ok. Nhớ nghe các bạn khá là thầy đang hướng tới việc là bắt đầu cho nhớ kỹ và áp lực phòng thi nha các bạn. Rồi, ok. Ừ, có gì đâu, quên thì cứ nhìn ha. Nhưng mà thầy khuyên là thì cứ quên thì là mình cứ nhìn không có gì hết, nhưng mà khuyên là nhớ học thuộc. Về các bạn phải ghi thuộc lại. Thì nói chung bạn nào muốn cao điểm sớm thì lo học thuộc đi. Thầy nói rồi vô phòng thi là chỉ có giống như nhớ bài kia thôi. Thiệt luôn á, chứ không có thời gian mà để suy nghĩ đâu. Ừ. Cho nên thầy hay khuyên mấy bạn khá như vậy, bạn nào thấy ổn ổn là nên lo học liền. Học từng bài mà mình làm, ý là cái bài của các em làm á, học các bài bài của các em luôn đó. Thì để mình sẽ mau sớm tới việc nó sẽ là cái nền tảng cho mình cao điểm đó. Để mình còn qua cái bước gọi áp lực phòng thi nữa, thầy sẽ áp dụng cho tháng 1 ha. Có thể là đầu tháng 1 hoặc là cuối tháng 1 trước khi nghỉ Tết đó, thầy sẽ cho cái phần đó. Tuần sau thì thầy sẽ áp dụng cho phần 2 nha các bạn. Thì chưa làm mấy cái này cũng cực đúng không? Phải suy nghĩ phải chỉnh lại. Cái này bé bé bún bò cái này làm ghi là quá khứ mà rồi để tôi coi quá khứ nha ghi sai chính tả nè thay đổi hướng này đâu gọi là thay đổi hướng này thay đổi vị trí luôn mày hồi nãy thầy có đọc cái câu là được chuyển sang vị trí mới á
Em còn nhớ cái câu mà move to không? Được chuyển was moved to the place. Rồi chỗ đó là sao? Which were between gì đó cũng được. Được chuyển tới vị trí mới. Area to the location hoặc là to the area which were between. Cũng được. Chính là ha. Was nghe Nguyệt không? There was large gym here as part of. Em có thể cho không biết có xài appear được không ta? Cái này em xài become đi ha, become part of hoặc là constructed. Tại vì cái xuất hiện này ý là xuất hiện theo cái tiếng Việt thì thầy đọc như vậy. Nhưng mà theo cái nghĩa chính xác của tiếng Anh có nghĩa là nó xây dựng mới, nó được xây dựng nha. Cho nên cái nghĩa này em nên xài xây dựng chính xác hơn. Chứ appear này là xuất hiện thì nó dạng giống như bất thình lình thì nó không có đúng lắm. Theo cấu trúc thì gọi là xây dựng ha, constructed as part of the building. Đừng xài appear, appear này nó không có đúng lắm. Nó chỉ là dùng cho vấn đề thôi. Theo mùa. Rồi, ok. Rồi body 2 ha các bạn. Cứ biết đi thầy sửa tới không. Rồi body 2 ha. Body 2 dễ, viết này là xong rồi đó. Thấy gì chứ bài này nó dễ. Rồi body 2 thì mình cũng sẽ tập trung vào khúc bên trong ha. Rồi khúc bên trong thì nó có những thay đổi gì? À, phòng 456 thì bỏ rồi ha, mình không nói nữa, em nói rồi. Nó liên quan tới phần kia. Gym cũng nói rồi ha. Ủa sao à, nó còn hai chỗ nữa ha. Ủa cái entrance này nó có hai chỗ. Rồi hình như nãy thì ghi thiếu rồi. À, không sao, để chút đi thầy chỉnh lại cái này. Giờ thầy mới nhìn ra hai cái cửa. Vậy thì chút cái này phải nói hai cái cửa. Có hai cái cửa. Rồi, cái này để thầy sẽ ghi riêng ha. Vậy là cái bài này thầy ghi thiếu rồi. Rồi phòng gym ha. C4, C5 xong rồi phòng gym rồi. Bây giờ mình sẽ tập trung vô những cái phần còn lại. À, phần còn lại nè. Thì nó có những cái sự thay đổi gì các bạn nhìn nè. Classroom 1, 2, 3 giữ nguyên. Main office giữ nguyên. Toilet cũng giữ nguyên. Chỉ có principal với lại library. À, principal office. Cái này library ha. Thì nó lại bị đổi thành phòng của hiệu trưởng. Nhưng bên cạnh đó thì nó xuất hiện một cái library lớn. Ừ, đúng rồi, library lớn và nó gấp đôi cái library cũ. À, hiểu ha các bạn, giờ mình đi từng ý nè. Rồi, khai thác ha. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi, mấy cái này được giữ nguyên. Các bạn gom lại nguyên cái này và khẳng định nó được giữ nguyên vị trí ha. Chính xác là giữ nguyên vị trí nha các bạn. Giữ nguyên vị trí nha. Tuy nhiên, rồi, có khai thác được cái ý kết nối này. Tuy nhiên thì cái này bị biến đổi thành này. À, rồi bắt đầu mình chấm, mình sẽ ghi một câu riêng nữa ha. Đó là có xuất hiện mới. Có một cái library mới nè. Bên trái của tòa nhà. À, bên trái của tòa nhà. Hay là góc trái của trường cũng được. Bên trái của tòa nhà. Có một cái được xây, các bạn có thể khai thác thêm là được xây dựng thành phần của tòa nhà cũng được ha, còn còn không ghi cũng được tại vì hơi hơi thừa tại bên đây nãy mình nói rồi. À, thì các bạn muốn ghi thêm cũng được, là cái này được xây dựng thêm nữa ha để trở thành phần của tòa nhà và nó lớn gấp đôi cái library cũ, thấy chưa? Rồi cái vụ mà gấp đôi là mình biết rồi ha, có ha. Rồi gấp đôi cái cũ. Rồi ghi đi các bạn. Xong bài rồi đó. Thầy sửa nha.
Đây sẽ chỉnh lại cái cửa này nó hai cái lần. Vậy là nó không phải là nó chuyển mà nó xây thêm rồi. Ok, để thầy ghi lại cho. Sao hồi lúc trước thì nhìn không ra ta. Structure. Quân cái này em ghi ghi thiếu nè. Một là in the new structure ha. Trong cái cấu trúc mới in the new structure thì cái cửa được chuyển em. Was moved to. Hai á là cái cấu trúc mới nó chuyển cái cửa luôn được mà. The new structure move the main entrance to ha. Location. Could em, could ha. Hoặc là ghi hiện tại quá khứ đơn luôn. Chứ đừng ghi can nghe quân. Could go hoặc là went directly to. Ok, cứ ghi đi ha. Ở bé Quỳnh đừng ghi e-figure, cứ ghi picture thôi, in the second picture. Figure này cũng vậy. Không xài hiện tại hoàn thành ha Quỳnh ơi. Quá khứ đơn nha. Move to a location with student. Rồi, can go nữa nè. Cái bài này quá khứ đơn nha. Could go hoặc là when luôn, directly to. Rồi. Rồi góc này là âm một. À, chứ đúng rồi. Của ba cái này hả? Ok. Rồi đúng là bị gì được. Lúc trước thì làm bé Yến với bé Nhi. Bạn kia thì viết cứng hơn bé Yến. Bạn kia viết hay lắm. Viết cái phần mà task true, phần từ vựng hơi bị hay. Bạn đó viết là chắc cũng có thể 7 điểm rồi đó. Thầy nhớ mà tại có một bài của lớp 7 điểm rưỡi là IELTS 7 điểm rưỡi thì viết rất là cứng và được 7 điểm viết. Cũng ăn nhau từ vựng á, nghĩa là cái bạn 7 điểm hơn cái bạn 6 rưỡi chỉ ở từ vựng thôi và không loại ngữ pháp. Yến cố gắng nha, cứ giữ như vậy bắt đầu gò lại. Cho nên trong cái bài sửa thì chủ yếu thầy sẽ bám sát những cái gì mình đã học với lại cái cơ bản và những cái gì đã học thầy giữ nguyên, cho nên là thầy sẽ tập trung vô cái lỗi là nhiều để cho tránh lỗi. Nhớ nha, cái điều tiên quyết của các bạn khi muốn cao điểm là đầu tiên tránh lỗi cái đã, đừng có để lỗi cơ bản. Rồi sau đó là sẽ triển khai mạnh về từ vựng ha, rồi bắt đầu mới đi sâu về từ vựng ý tưởng. Và thầy cũng dặn rồi, ý tưởng gọn thôi, đừng phức tạp. Phần 2 á, vừa đủ, vừa chứng minh đủ là được, ngừng, không biết nữa. Tập trung vào từ vựng cho thầy. Đó, nó sẽ có bước như vậy. Giám khảo khoái các bạn viết gọn lắm nha, thầy dặn rồi. Giám khảo rất khoái các bạn viết câu gọn, dễ cao điểm. Các bạn coi thử những cái bài bên chính này nó của giám khảo nó viết cực kỳ gọn luôn. Mấy ông khóa mấy bài gọn gọn chứng minh rõ vấn đề. Mà cái đặc điểm của người viết cao điểm cũng vậy, viết rất là gọn và chứng minh được vấn đề. Vừa đủ. Từ vựng rất hay. Phù hợp. Cao điểm cái một. Và thầy thấy chỉ có giám khảo mới biết được cái mức đỉnh như vậy. Không, An Nguyễn không gọi là by ha, enter by true, nó là liên quan tới vị trí rồi. Enter true a single entrance located on east side. Okay, good. À, cái khác này cũng được. They were all located next to the gym. Former math.
Good, sang rồi. Quá khứ mà. Rồi đúng rồi nè. Rồi tính nhận sang viết cứng chứ lúc trước em viết 6 điểm hả? Và thì chuyện của em bữa em nói em thì writing nhiều 6 hả? Chưa biết này là có thể lên lên 6 rưỡi được mà, 6 rưỡi 7 được mà. Có mấy bài em tự viết thầy đọc rồi, tốt mà. Bé Ngân cũng về khuất em. Rồi. Ừ, bún bò nè. Phòng này được nó thay thế luôn mà. Một là phòng này được xây dựng để thay thế ha, được thêm vô cũng được. Để thay thế to replaced to library. Rồi, ok. Ừ, An Nguyễn đừng quá khứ Hoàng Thạnh đây em. Không cần ha, quá khứ đơn thôi. Ừ, được. Rồi, ok. Đi ha, xong bài rồi nha các bạn. Ghi đi thầy kiểm. Hôm nay là các bạn viết này là hoàn toàn bài các bạn nha. Thầy không có cái phần gợi ý của thầy. Không có phần thầy ghi sẵn từ vựng ha. Rồi thầy dặn này tháng 1, cuối tháng 12 này thầy sẽ báo một từ tháng 1 này thầy sẽ dạy thêm TOEIC nha các bạn. Thầy sẽ dạy lớp TOEIC nữa cho nên là bạn nào muốn học TOEIC mà để ra trường á sẽ có hai mức trình độ, nghe mức trình độ của 550 và mức trình độ từ ban đầu đến 550 và mức trình độ 550 đến 750 ha. Thì giống như ai 5 rưỡi đến 7 chấm gì đó. 750 800 á. Thì tháng 1 này bạn nào muốn vô học TOEIC ha, phần đọc nghe, TOEIC đọc nghe. Để ra trường hay là mục đích gì đó học nha. Thì tất cả các bạn ở bên lớp IELTS hiện tại đang học là thầy cho học miễn phí hết, cứ vô học.
để nó tạo thành cái lớp để cho bắt đầu các bạn khác vô học chung luôn ha. Thì bạn nào sinh viên mà cần switch ra trường thì tháng 1 bắt đầu học nha các bạn. Với lại các bạn giới thiệu dùm thầy luôn ha, tại hồi đó giờ thầy chưa dạy, thầy mới dạy lại switch, tại hồi 2019 có dạy rồi, ra trường hết trơn rồi. Bây giờ thầy dạy lại ha, thì đa số các bạn chủ yếu biết thầy dạy eo thôi. Những cái bạn mới sau này thì có gì giúp thầy ha, giúp thầy chia sẻ ra với nói các bạn khác cùng lớp gì đó, ai cần học switch vô luôn, vừa thời gian ngắn với mức phí rẻ, có thể học là 3 tháng, thầy đang coi 2 hoặc 3 tháng nè, 3 tháng học phí chắc có 2 triệu mấy thôi, cỡ đó, thầy lấy cái nào cũng rẻ đó. Thì tôi biết thì có thể rẻ hơn cả bên IELTS. Nó để ra trường ha, thì cái phần TOEIC đó là sẽ học trong khoảng 500 năm, nó sẽ có 2 lớp thì tùy các bạn chọn trong khoảng đó. Thì đây thầy dẫn các bạn nào học thì tháng 1 sẽ được học nhé. Và bạn của các bạn hay ai đó học giới thiệu giùm thầy để vô để thành một cái lớp học luôn và học để sau Tết mình thi. Tài liệu học sẽ là tài liệu chính thức của hội đồng thi AI của bên viết bài thi là ETS, Economy và bên và những bài thi thầy sẽ kiểm lại của bên IG ha. Nếu mà ra được cái đề thì sẽ lấy bên IG luôn, là hội đồng thi của mình á. Còn tài liệu chính thức thì nó sẽ là tài liệu của ETS, mình sẽ làm ETS là bên hội đồng viết bài thi luôn. Và các bạn sẽ tài liệu thi chính cũng là tài liệu chính thức luôn nha, nó giống như Cambridge của IELTS vậy đó. Tháng 1 bắt đầu học nha các bạn, thầy cuối tuần sau hoặc là cuối tháng 12 thầy sẽ báo và bắt đầu năm mới là tháng 1 học luôn nhé. Cho bạn nào cần TOEIC và bạn của các bạn TOEIC sẽ vô học luôn. Yếu vẫn học được nha các bạn. TOEIC là chủ yếu là để cho yếu mà, cho nên nó sẽ áp dụng cái đối tượng yếu. Thì yếu chủ yếu sẽ học lên trình độ 550. À, để năm thì học tới trình độ đó thì các bạn đó có thể thi từ thi được 500 hoặc 550 luôn. Nó có cái số câu mà để ra trường ha, cho nó khỏe. Chứ ai này IELTS này mà ra trường đuối thiệt, đúng là cũng đuối thiệt. Dù 5 rưỡi chứ nếu mà những bạn yếu là học thì cũng không nổi đâu, với là mắc thiệt. Còn mấy bạn khá là khỏi nói rồi, 7 chấm nha, ráng 7 chấm nha. Sang biết cũng quá trời tốt nha. Nhiều khi vậy nè, thường sang cũng như vậy, nghĩa là ở ngoài mình viết tốt nhưng bị cái vấn đề là ít luyện tập để nhớ bài á. Ít luyện tập, nãy cái khâu thầy nói là ít luyện tập để nhớ bài với cái khâu phản xạ bài á, thành ra là nhiều khi vô phòng thi, nghĩa là mình không có đủ thời gian để mình luyện tập đó, thì vô phòng thi vô tình mình quên nhiều khi cái tâm lý nữa, nó viết lung tung thì mình mất điểm. Chứ thật ra nếu mà viết hoàn chỉnh giống như ở nhà thì cao điểm là chắc rồi, tại cái trình độ mình thực tế nó có. Và một cho nên là thầy bây giờ thầy sẽ có cái bước luyện tập như vậy để cho những bạn khá sẽ ổn định trình độ luôn, thì ráng để được 6,5 7 điểm luôn ha. Nói chung tháng 1 sắp tới mình sẽ có nhiều cái mới nha, từ bên lớp IELTS của mình với lại thêm lớp TOEIC mới. Nhớ nha, TOEIC của mình sẽ học luôn, học tài liệu chính thức luôn nha các bạn, để mình thi sớm luôn. Học phí thì đương nhiên rẻ rồi, hồi đó giờ thầy dạy cái nào cũng rẻ mà nhiều nữa. TOEIC sắp tới cũng sẽ được cái group luyện tập TOEIC riêng nữa nha, và có thể sẽ có lớp tăng cường TOEIC nữa. Tăng cường thì chắc chủ yếu để cho mấy bạn khá hay mấy bạn gần thi á, để lấy bài thi làm luôn. Cái lớp tăng cường để áp lực kiểu này nè, để nó có cái khoảng thời gian canh khoảng bao nhiêu phút á, để mình làm để tính điểm luôn ha. Đó, thầy sẽ mở rộng như vậy. TOEIC được một cái thì cái luyện tập nó chủ yếu tập trung vô cái tài liệu là nhiều, nó đỡ phải áp lực bài giống như phần bài thi IELTS của mình ha. Còn giỏi thì thầy khuyên nên vô IELTS chắc chắn rồi. Rồi, thôi. Cái này bé Nhi em vẫn ghi đó là remain, hôm bữa thầy quên. Các bạn cái phần mà giữ nguyên vị trí thì các bạn vẫn sẽ ghi chủ động nha, thầy có chỉnh lại rồi bữa thầy nhập.
remain in place hoặc remain cũng được, vẫn giữ nguyên ha. Cho nên này ghi chủ động cho thầy, remain in previous picture, không gọi là take in place ha. À, không gọi là occupy, chứ phải chắc vừa chắc cần gì. Took, took thì đúng, chủ động nha. Took the place, hoặc là occupy the place of này ha. Cái này bé Quỳnh em xài là located, được đặt ha, nó sẽ chính xác hơn. Appear was located to the left, at the left corner, at the left corner of the school ha. And cái này em biết tắt ra tại vì không không có ghi about two time này được, tại nó dính tới cái này, cái góc mà. Cái này em tắt ra nè. And it was about twice, hoặc là two times cũng được, the size of the hole. Đúng rồi. Dạ, yeah, ok. In the second picture, cái này người con em ghi, đừng ghi vậy nó lộn mà. Giống như trên đây nè, in the first với in the second. Bình thường thôi. To the location where the student could ha, quá khứ nha người con ơi. Go directly to the intersection. Okay. Rồi cái này anh Tuấn Anh em vẫn ghi câu chủ động ha, thầy có chỉnh đây rồi. Vẫn chủ động nha. Bỏ bỏ to be đi. Kept in the on the season. Rồi thì 5.5. À rồi. Nhưng mà đợt này chắc khác rồi ha. Đừng, đợt này là phong độ mới rồi. Em viết nãy giờ là ít nhất cũng phải 6.5 á, chứ mất rồi, chứ không không thấp hơn được. Thầy kiểm đi thầy biết không? Nhiều khi viết đơn giản thôi mà ý nó vừa đủ, nó gọn thiệt luôn á. Cơ bản thôi, gọn đủ, có từ vựng, làm rõ vấn đề vừa đủ, có nghĩa là ừ có mình làm rõ, mình nói rõ, nói đúng vấn đề chứ, nói đúng vấn đề. Vẫn 6.5 bình thường. Thiệt. Nhiều khi mà viết lung tung với chữ rí nó mất điểm á. Vấn đề hỏi gì cứ trả lời thẳng, đưa ra đúng. Gọn thôi, giống như chứng minh mình gọi là chứng minh chưa sâu nhưng mà trả lời đúng. Có từ vựng. Nhiều khi không phải từ vựng quá chuyên nữa, 6.5 bình thường. À, nó như vậy đó. Còn bữa giờ làm kiểu kia mình xoáy sâu từ vựng là hướng tới 7 á, chứ 6.5 nó không quá khó nếu mà làm đúng nha. Thì đúng là đương nhiên đừng có để sai sai chính tả nha, và đừng có lạc đề là được. Cái này best part em vẫn ghi là ghi chủ động ha, hôm bữa thầy chỉnh rồi. Này cái lỗi của thầy. Ok. Chờ. Rồi, ok đúng rồi. Rồi xong ha, cái này coi như là cái bài thi giống như gần gần à, coi như là bài ôn đầu tiên của mình ha các bạn. Còn bữa giờ toàn bài của thầy ghi mà. Ok. Vậy thì mấy này là bài của các bạn hết nha. Nãy giờ là thầy chưa có ghi cái từ vựng của thầy luôn á. Là các bạn nộp lại là bài của các bạn hết nha. Như vậy nhớ là nộp lại sửa rồi thì nhớ học học lại cho thầy thật kỹ nha. The classroom nè người. Rồi tallest nè. Tallest for girls.
Rồi. Remain unchanged hả Quân, thiếu động từ rồi. Hoặc là were unchanged. Rồi đúng rồi các bạn, xong rồi đó. Thì thầy dặn là nhớ nộp lại bài như bình thường. Đây. Rồi trên tinh thần là tuần sau mình sẽ học phần 2 và sẽ áp dụng kiểu này. Thì có thể tuần sau là mình sẽ viết một hai bài để thầy coi sẽ có số lượng bài trùng đề nha các bạn. Thầy sẽ lấy cái bài thi luôn, thi mới luôn và áp dụng một cái đề trùng. Thầy sẽ dạy trước, giống như bữa giờ mình làm một số bài luôn ha. Thì có thể cuối tháng 12 này là mình sẽ vận dụng cái kiểu ôn này cho một cái chủ đề ha. Phần 2 nó sẽ nhiều cho nên là thầy sẽ kiểm lại. Thậm chí là thầy lấy lại những bài cũ nha các bạn. Bài cũ có trúng đề đó. Cho nên thầy sẽ kiểm lại, thầy sẽ đưa cho các bạn làm luôn. Chọi như khi bây giờ thầy hỏi lại bài cũ các bạn còn không nhớ nữa mà. Cho nên là thầy đổi phương pháp rồi, sẽ giúp cho các bạn nhớ kỹ luôn theo cái cách làm này. Rồi, đó là nhiêu đó cái phần thầy nói ha. Thì thầy dặn lại nè. Cái cuối tháng này thầy sẽ báo cái lớp TOEIC, thì bạn nào vô học cứ vô bình thường ha. Và giới thiệu giúp thầy. Thầy sẽ ghi cụ thể cái trình độ và đặc biệt TOEIC sẽ dành cho bạn yếu là nhiều nhất. Nhu cầu ra trường ở mức trình độ vừa, thấp và vừa. Thì để thi 450, 500, 550 đó. Thì cái lớp 550 là giải quyết được luôn. TOEIC nó sẽ khỏe hơn IELTS rất là nhiều nha các bạn. Vừa học theo trình độ 550 mà muốn thi 450 hay 500 vẫn được. Rồi, bạn nào khá thì đương nhiên sẽ lên 600, tại vì cái số câu đó nó cộng lại là diễn ra. Bài thi chính thức TOEIC luôn nha, của ETS và những bài, nói chung là bài của format mới luôn. Cái thằng TOEIC nó đổi format rồi, hồi năm ngoái á. IELTS thì chưa, IELTS thì có gì đâu đổi. Nó cứng khừ, nó không cần phải đổi nữa. Đó. Rồi, còn ai muốn trình độ cao hơn, chắc trình độ cao nữa, TOEIC thì ít nè. Nhưng mà thầy vẫn dạy ha, 550 đến 750. 800. Có gì giúp thầy không? Tại vì đa số sinh viên thì sẽ cần mục này. Các bạn thông tin ra giúp thầy. Rồi còn tất cả các bạn đây ai ra trường TOEIC vô đi, thầy cũng khuyên luôn là muốn ra trường thi ra trường thì thầy khuyên cứ thi TOEIC trước đi. Phí nó rẻ, nó khoảng 1 triệu thôi. Hồi trước nó có 700 thôi, bây giờ 1 triệu. Và trình độ rất là thấp. Mình lấy đủ điểm ra trường là được rồi. Còn cái trình độ quan trọng của mình vẫn là IELTS ha. Nhưng mà thực tế là bữa giờ làm reading và listening tốt thì cái thằng TOEIC vô thiệt luôn là em các bạn thì khi thi đại là vẫn đạt được cái điểm 700 đó. Ừ, thực tế luôn. Tại bên nó là cái từ vựng nó gần lắm. 700 bình thường. Nghĩa là nó có một cái đánh giá là IELTS 5.5 là tương đương với TOEIC tới 700 lần á. 700, 700 mấy lần á. Theo cái trình độ đọc nghe nhé. Chứ thầy không tính nghe nói viết. À là nó có, các bạn hiểu là cái mức trên lệch nó cỡ nào rồi. Nhưng mà thì đúng là vẫn phải có buổi luyện, vẫn phải có những cái buổi luyện tập TOEIC, tại vì cái TOEIC cái số câu nó dài lắm. Nó bị vậy nè. IELTS thì nó 40 câu một tiếng nhưng mà đọc từ từ mình nghiệm được. Còn bên TOEIC thì nó là bị 100 câu đọc, 100 câu nghe. Nó ào một phát là mình không kịp. À, nó dễ nhưng mà nó rất là nhiều. Cho nên mình phải tập thêm cái áp lực của cái khâu thời gian đó nữa. Ừ, nó nhanh hơn IELTS nha. Ừ, nó có cái khâu đó nữa nhưng mà điểm thì vẫn dễ lấy hơn. Nhưng mà để lấy cao điểm thì phải có tập thêm cái áp lực đó nữa. Ừ, mỗi môn thì nó có cái khó riêng ha. Rồi vậy xong ha các bạn, tuần sau trên tinh thần mình sẽ qua phần 2 nha các bạn. Rồi vậy thôi, chào các bạn.